hỏi về vũ khí hạt nhân đè nặng lên cuộc chiến ngấm ngầm kéo dài giữa Israel và Iran. Iran có thể sẽ dùng vũ khí chưa từng sử dụng trước đây để tấn công Israel. EU cảnh báo Trung Đông đang đứng trên bờ vực sau cuộc trả đũa của Iran. Ukraine đang bị bỏ rơi khi Mỹ sát cánh cùng Israel ở chảo lửa Trung Đông. Báo Anh bất ngờ tiết lộ Ukraine là phía rút khỏi đàm phán thỏa thuận Biển Đen và phút chót. Toàn cảnh ngày đầu tiên cựu Tổng thống Trump hầu tòa hình sự. Kính chào quý vị và các bạn. Thùy Trang rất vui khi được gửi đến quý vị những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Câu hỏi về vũ khí hạt nhân đã đè nặng lên cuộc chiến ngấm ngầm kéo dài giữa Israel và Iran. Israel được cho là một trong 9 quốc gia hạt nhân trên thế giới, dù chưa bao giờ thừa nhận, trong khi Iran bị phương Tây nghi ngờ tìm cách trở thành quốc gia hạt nhân thứ 10. Cuộc chiến bóng tối kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Iran đã lộ diện vào hôm ngày 14 tháng 4, với cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái chưa từng có của Tehran nhắm thẳng lãnh thổ Israel. Cho dù phần lớn đã bị lực lượng phòng thủ của Israel và đồng minh vô hiệu hóa, sự kiện này thể hiện bước leo thang lớn giữa hai quốc gia đối địch địa chính trị. Theo tờ Newsweek, câu hỏi về vũ khí hạt nhân đã đè nặng lên cuộc chiến ngấm ngầm kéo dài giữa Israel và Iran. Israel được cho là một trong 9 quốc gia hạt nhân trên thế giới dù họ chưa bao giờ thừa nhận, trong khi Iran bị phương Tây nghi ngờ tìm cách trở thành quốc gia hạt nhân thứ 10. Cuộc tấn công của Tehran hôm 14 tháng 4 chỉ gây ra thương vong cho một người và gây thiệt hại nhỏ tại một căn cứ không quân của Israel, nhưng được cho là đã tiêu tốn của Tel Aviv hơn 550 triệu đô la Mỹ chi phí đạn dược phòng thủ. Israel hiện đang cân nhắc một phản ứng khả thi, trong khi Tổng thống Joe Biden được cho là đang thúc giục Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ bỏ leo thang hơn nữa. Cũng trong ngày 14 tháng 4, Bộ trưởng Bộ nội các chiến tranh của Israel Benny Gantz cho biết, nước này sẽ xây dựng một liên minh khu vực và đưa ra một cái giá chính xác với Iran theo cách thức và thời điểm phù hợp. Chương trình và cơ sở hạt nhân của Iran vốn là mục tiêu chính cho các hoạt động đặc biệt của Israel và Mỹ trong những thập kỷ gần đây. Và môi trường an ninh ngày càng suy thoái có thể một lần nữa khiến khả năng hạt nhân của Tehran rơi vào tầm ngắm. Israel luôn từ chối xác nhận việc sở hữu kho vũ khí hạt nhân và theo đuổi chính sách mơ hồ về vấn đề này. Sự cố Vela năm 1978 được cho là đánh dấu buổi bình minh kỷ nguyên hạt nhân của Israel. Khi đó, cái gọi là tia sáng kép đã được vệ tinh Mỹ phát hiện vào tháng 9 năm 1979 gần quần đảo Prince Edward, vùng lãnh thổ thuộc Nam Phi ở Ấn Độ Dương. Những tia sáng này được nhiều chuyên gia cho là xuất phát từ một cuộc thử nghiệm hạt nhân chung không được công bố do Nam Phi và Israel tiến hành. Thời điểm đó, Nam Phi nằm dưới sự kiểm soát của một chính phủ phân biệt chủng tộc, cuối cùng đã dỡ bỏ chương trình hạt nhân vào cuối những năm 1980 và tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1991. Nhưng Israel không phải là một bên tham gia Hiệp ước mang tính bước ngoặt này và hiện được ước tính có từ 90 đến 400 đầu đạn hạt nhân. Các nhà lãnh đạo Israel nhìn chung giữ im lặng về năng lực nguyên tử, mặc dù Bộ trưởng Bộ nội các theo đường lối cực hữu Amichai Eliyahu đã ngầm thừa nhận điều này vào tháng 11 năm ngoái khi nói rằng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào Dải Gaza là một lựa chọn. Những đánh giá bị dò dỉ của các đồng minh Israel cũng đưa ra một số gợi ý về khả năng hạt nhân của nước này. Trong kho email từ cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell bị dò dỉ năm 2016, có một email có nội dung: những cậu bé ở Tehran biết Israel có 200 vũ khí hạt nhân, tất cả đều nhắm vào Tehran và chúng tôi có hàng nghìn. Ông Powell cũng biết, các nhà lãnh đạo Iran khi đó biết rằng họ không thể sử dụng một vũ khí hạt nhân nếu họ cuối cùng chỉ làm ra một vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, chương trình hạt nhân của Tehran đã bị đóng băng bởi kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2016, viết tắt là JCPOA. Được biết đến phổ biến hơn với tên gọi Thỏa thuận hạt nhân Iran, yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và giải phóng khoảng 100 tỷ đô la Mỹ quỹ bị đóng băng để đổi lấy việc Iran chấm dứt nghiên cứu vũ khí nguyên tử. Thỏa thuận này được đàm phán dưới thời Tổng thống Barack Obama và được coi là một trong những thành tựu chính sách đối ngoại quan trọng trong hai nhiệm kỳ cầm quyền của ông. Tuy nhiên, người kế nhiệm ông, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA vào năm 2018, trong bối cảnh cả Đảng Cộng hòa và Israel đều tuyên bố thất vọng trước việc Iran tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo và sử dụng các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Điều này khiến Iran phải chịu các biện pháp trừng phạt mới, được gọi là cách tiếp cận áp lực tối đa từ Mỹ, nhưng cũng loại bỏ các hạn chế hạt nhân do JCPOA đặt ra đối với Tehran. Có thể mở đường cho các nhà lãnh đạo Iran một lần nữa thúc đẩy phát triển chương trình hạt nhân. Uranium được làm giàu ở mức từ 3 đến 5%, phù hợp để sử dụng trong các cơ sở năng lượng dân sự. Để sử dụng trong vũ khí hạt nhân,
nó phải được làm giàu tới 90%. Việc nâng mức độ làm giàu lên 60% sẽ được uranium vào một bước nhảy vọt kỹ thuật ngắn tới ngưỡng cấp độ vũ khí 90%. Khoảng cách này có thể vượt qua tương đối dễ dàng và Tehran được cho là đã đạt mức làm giàu ước tính lên tới 84%. Báo cáo hàng quý gần đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đưa ra, tổng trữ lượng uranium đã làm giàu của Iran là 5.525,5 kg, tăng 1.038,7 kg kể từ báo cáo lần trước đó. Trong số này, ước tính có khoảng 121,5 kg uranium đã được làm giàu tới 60%, giảm 6,8 kg so với ước tính trước đó. IAEA ước tính rằng 42 kg uranium được làm giàu tới 60% về mặt lý thuyết là đủ để sản xuất một đầu đạn hạt nhân. Không rõ Iran có thể hoàn thành các bước cuối cùng cần thiết để chuyển từ kho dự trữ uranium đã làm giàu sang sở hữu vũ khí hạt nhân nhanh đến mức nào. Đây được gọi là thời gian đột phá. Năm ngoái, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Carr phát biểu trước Quốc hội rằng thời gian đột phá của Iran có thể chỉ là 12 ngày. Hồi tháng 2 năm nay, Phó Chủ tịch Sáng kiến đe dọa hạt nhân có trụ sở tại Washington, Eric Brewer nói với hãng tin AP rằng Iran đã có đủ 60% nguyên liệu cho khoảng 3 đơn vị vũ khí hạt nhân nếu được làm giàu thêm tới 90%. Ông Brewer nói thêm, khi bạn tính cả kho dự trữ uranium được làm giàu ở cấp độ 20% và 5% của Iran, thì nước này có đủ nguyên liệu cho một số quả bom nữa. Ông nhận định, Iran sẽ chỉ cần vài tuần để sản xuất vật liệu cấp vũ khí đó, nhưng có lẽ lâu hơn nữa, một năm hoặc hơn, để chế tạo một quả bom thực sự. Rạng sáng ngày 14 tháng 4, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công chưa từng thấy vào lãnh thổ của Israel. Iran lý giải rằng đây là biện pháp tự vệ và không có sự lựa chọn nào khác. Theo thông tin từ hãng tin AFP, tại cuộc họp với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào cùng ngày, đại diện của Iran giải thích rằng Tehran đã thực hiện quyền tự vệ sẵn có của mình khi thực hiện cuộc tấn công chưa từng có vào Israel. Đại diện của Iran đã nhấn mạnh không có lựa chọn nào khác ngoài việc phản ứng. Ông nói thêm, Iran không tìm kiếm sự leo thang căng thẳng hoặc xung đột, nhưng sẽ phản ứng trước bất kỳ mối đe dọa hoặc hành vi gây hấn nào. Iran đã khẳng định rằng, theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, họ chỉ thực hiện quyền tự vệ sẵn có chỉ khi bị tấn công vũ trang. Tuy nhiên, hành động trả đũa của Iran đã bị lên án không chỉ bởi Liên Hợp Quốc, mà còn bởi Liên minh châu Âu EU và nhiều quốc gia phương Tây. Ngày 14 tháng 4, Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhắc nhở rằng mọi hành động trả đũa sử dụng vũ lực đều bị cấm theo quy định của luật pháp quốc tế. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Guterres tuyên bố, tôi nhắc nhở tất cả các quốc gia thành viên rằng Hiến chương Liên Hợp Quốc nghiêm cấm sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào hoặc theo bất kỳ cách nào khác không phù hợp với mục đích của Liên Hợp Quốc. Phát biểu này cũng tương đồng với Điều 2 khoản 4 Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, cũng như bằng cách khác, trái với những mục đích của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, ông Guterres cũng chỉ trích cuộc tấn công của Iran và Israel và cảnh báo không leo thang căng thẳng thêm nữa. Tuy nhiên, Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc đại diện cho một trong hai trường hợp ngoại lệ đặc biệt của nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, Điều 2 khoản 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực được coi là nguyên tắc quan trọng nhất trong tất cả các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Trường hợp ngoại lệ còn lại được quy định là các quốc gia có thể sử dụng vũ lực nếu được Hội đồng Bảo an trao quyền dựa trên Điều 39 và Điều 42 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nguyên tắc này áp dụng trong những trường hợp nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu. Cả hai ngoại lệ này được chấp nhận rộng rãi và không một quốc gia nào từ chối hoặc phản đối chúng. Do đó, để xác định liệu cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào lãnh thổ Israel là biện pháp tự vệ hay hành động tấn công sử dụng vũ lực, cần phải xem xét quốc gia này đã tuân thủ đầy đủ các tiêu chí căn cứ theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc hay không. Cụ thể, tại Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, quyền tự vệ của các quốc gia được quy định như sau. Không có một điều khoản nào trong Hiến chương này làm tổn hại đến quyền tự vệ cá nhân hay tập thể chính đáng trong trường hợp thành viên Liên Hợp Quốc bị tấn công vũ trang cho đến khi Hội đồng Bảo an chưa áp dụng được các biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Quy định tại Điều 51 nêu rõ, những biện pháp mà các thành viên Liên Hợp Quốc áp dụng trong việc bảo vệ quyền tự vệ chính đáng ấy phải được báo ngay cho Hội đồng Bảo an và không được gây ảnh hưởng gì đến quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Bảo an. Chiếu theo Hiến chương này, đối với việc Hội đồng Bảo an áp dụng bất kỳ lúc nào những hành động mà Hội đồng thấy cần thiết để duy trì và khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế. Thứ nhất, một quốc gia được sử dụng quyền tự vệ trong trường hợp có một cuộc tấn công vũ trang nhắm đến quốc gia đó.
Theo quy định của luật pháp quốc tế, vụ tấn công vào tòa lãnh sự quán của Iran tại thủ đô Damascus của Syria vào ngày 1 tháng 4 được cho là do tên lửa của Israel, có nghĩa là một hành động tấn công vũ trang nhằm vào lãnh thổ của Iran. Thứ hai, Hội đồng Bảo an chưa áp dụng được các biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Sau vụ tấn công ngày 1 tháng 4 vào tòa lãnh sự quán Iran của Israel, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, ông Guterres lên án cuộc tấn công và kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa và tránh leo thang hơn nữa. Điều đó có thể dẫn đến xung đột rộng hơn ở một khu vực vốn đã bất ổn. Có thể thấy Hội đồng Bảo an chưa thật sự áp dụng biện pháp nào cụ thể bằng hành động để duy trì hòa bình và an ninh khu vực trong thời điểm đó. Hôm 14 tháng 4, đại diện thường trực Iran tại Liên Hợp Quốc Ami Saen Iravani cho biết, Hội đồng Bảo an đã thất bại trong nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế sau cuộc tấn công rõ ràng của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria ngày 1 tháng 4. Thứ ba, những biện pháp được áp dụng trong việc bảo vệ quyền tự vệ chính đáng ấy phải được báo ngay cho Hội đồng Bảo an và không được gây ảnh hưởng gì đến quyền và trách nhiệm của Hội đồng Bảo an. Hành động trả đũa của Iran và Israel không được thông qua ý kiến của Hội đồng Bảo an đưa tổ chức này vào tình thế bị động trong bối cảnh xung đột Iran-Israel leo thang, đe dọa an ninh toàn cầu và đặt ra vấn đề về trách nhiệm của Hội đồng Bảo an trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Tóm lại, Iran đã đáp ứng được hai điều kiện đầu tiên của Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc trong sử dụng quyền tự vệ sẵn có để bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, từ một góc độ khác, cuộc tấn công của Iran có thể gây ra những xung đột nghiêm trọng hơn, có nguy cơ xảy ra ở khu vực Trung Đông. Điều này là lý do mà Liên Hợp Quốc và các quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự quan ngại trước những diễn biến leo thang căng thẳng hiện nay ở Trung Đông và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và ngừng ngay các hành động bạo lực sau vụ Iran tấn công Israel vào ngày 14 tháng 4. Iran được cho là sẽ sử dụng các loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây để bắt đầu đợt tấn công thứ hai chống lại Israel. Theo đó, một quan chức Iran đã tiết lộ với Al Jazeera về kế hoạch tấn công Israel lần thứ hai sau cuộc tập kích vào ngày 14 tháng 4. Al Jazeera đăng tải thông tin trên mạng xã hội X rằng, khẩn cấp, một quan chức Iran nói với Al Jazeera, Iran sẵn sàng cho phản ứng cấp độ thứ hai thông qua các loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây trong cuộc xung đột với Israel. Trong khi đó, Israel vẫn chưa có phản ứng trực tiếp đối với Iran. Sáng ngày 16 tháng 4, nội các Israel tiếp tục thảo luận về cách tiếp cận với cuộc tập kích của Iran sau khi cuộc họp đầu tiên không đạt được thỏa thuận về phương án phản ứng. Channel 12 News cho biết Israel muốn tiến hành một cuộc tấn công vào Iran mà không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Trước đó, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã đề cập đến khả năng thành lập liên minh quốc tế và liên minh chiến lược để chống lại các mối đe dọa từ Iran. Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc tập kích vào Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng Washington sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc phản công nào chống lại Iran và cũng không ủng hộ điều này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã chỉ ra rằng Mỹ đã phối hợp với các đồng minh trong khu vực để tìm cách ngăn chặn sự leo thang của xung đột. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng Washington sẽ không tham gia bất kỳ cuộc phản công nào chống lại Iran và cũng không ủng hộ điều này. Ngay sau khi cuộc tập kích vào Israel nổ ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho biết Mỹ đã phối hợp với các đồng minh trong khu vực để tìm cách ngăn chặn leo thang xung đột. Cùng ngày, nhà phân tích chính trị Sayed Mohammed Marandi của Đại học Tehran tuyên bố rằng cuộc tấn công của Iran vào tuần trước đã thành công trong việc do thám sức mạnh quân sự của Israel. Ông Marandi cũng tiết lộ quân đội Iran đã lên kế hoạch tấn công đợt 2 trong lúc Israel vẫn đang lựa chọn phương án phản ứng phù hợp. Nếu Iran thực sự muốn tấn công Israel, cuộc tấn công đó sẽ gấp 10 lần cuộc tập kích hôm ngày 14 tháng 4. Iran có số lượng lớn các căn cứ tên lửa dưới lòng đất và đang chuẩn bị cho giai đoạn tấn công tiếp theo. Sau cuộc tấn công của Iran vào Israel gần đây, các nhà quan sát ở Ukraine đã tỏ ra hoài nghi về sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh đối với Kiev. Trong cuộc không kích vừa qua, khi Iran phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, Israel đã dựa vào một công cụ quan trọng mà Ukraine hiện vẫn chưa có, đó là sự hỗ trợ trực tiếp, ngay lập tức từ Mỹ và các đối tác khác với khí tài quân sự trong khu vực. Trong hơn 2 năm, Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Những cuộc tấn công này thường bao gồm cả máy bay không người lái Shahed được cho là do Iran sản xuất, giống như loại mà Tehran đã sử dụng trong trận tập kích gần đây. Ukraine phải dựa vào một loạt hệ thống phòng không do các đối tác phương Tây cung cấp, bao gồm 3 đội Patriot do Mỹ thiết kế và quân đội Ukraine vận hành. Tháng 4 năm 2023, nhà máy điện lớn nhất ở Kiev đã bị tấn công. Trái lại,
khi loạt vũ khí được phóng từ Iran, Iraq, Syria và Yemen tới các mục tiêu ở Israel vào thời gian qua. Các lực lượng Mỹ đã chuẩn bị ứng phó bằng máy bay chiến đấu, khẩu đội Patriot ở Iraq và các tàu khu trục của Mỹ. Anh, Pháp và Jordan cũng tăng cường hỗ trợ. Kết hợp với hệ thống phòng không Iron Dome vòng sắt của Israel, Mỹ và các đồng minh tuyên bố hạ gục khoảng 99% trong số khoảng 300 tên lửa và máy bay không người lái của Iran, từ đó tránh được thiệt hại lớn cho Israel. Theo thông tin từ tờ Washington Post, sự khác biệt trong phản ứng của Mỹ khiến giới quan sát ở Ukraine chú ý. Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, chỉ trong tuần trước, Nga đã phóng gần 130 máy bay không người lái Shahed, 80 tên lửa và 700 quả bom dẫn đường vào Ukraine. Để đối phó với Nga, Ukraine đã phải dựa vào lực lượng quân sự của mình và nguồn cung cấp đạn dược đang cạn kiệt. Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh rằng phản ứng ngay lập tức của các nước trước cuộc tấn công của Iran vào Israel đã chứng minh các hệ thống phòng không hiện đại có thể phát huy hiệu quả và nỗ lực phòng thủ như vậy vẫn khả thi. Tổng thống Zelensky cho biết thêm, cả thế giới thấy rằng Israel không đơn độc trong nỗ lực phòng thủ. Mối đe dọa trên không cũng đang được các đồng minh của họ loại bỏ. Và khi Ukraine nói rằng các đồng minh của họ không nên nhắm mắt làm ngơ trước tên lửa và máy bay không người lái của Nga, điều đó có nghĩa là cần phải hành động và hành động quyết liệt. Trong khi đó, với gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ đang bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ, Ukraine đang dần cạn kiệt đạn dược và các khí tài cần thiết khác để duy trì khả năng phòng thủ trước các cuộc không kích. Tương tự như Tổng thống Zelensky, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng nhấn mạnh đến sự giúp đỡ trực tiếp mà các đối tác đã cung cấp cho Israel. Ông Kuleba tuyên bố, ngay cả khi các nước không thể hành động như cách họ đã hành động ở Israel, hãy cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi cần và chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại của công việc. Các quan chức Ukraine công bố rằng họ cần 26 hệ thống Patriot, mỗi hệ thống trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ để bao phủ toàn bộ đất nước. Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với đài phát thanh LBC của Anh rằng các đối tác cần hỗ trợ Ukraine không chỉ về mặt tài chính và ngoại giao mà còn cung cấp vũ khí để tự vệ, bên cạnh việc huấn luyện quân đội. Gần đây, Ngoại trưởng Kuleba tăng cường sức ép lên phương Tây để có thêm các hệ thống phòng không. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có Đức đồng ý và thông báo họ sẽ gửi thêm một hệ thống Patriot tới Ukraine. Một số người Ukraine hy vọng cuộc không kích lớn ở Israel bị đánh chặn phần lớn sẽ thúc đẩy hành động tại đồi Capitol. Họ hy vọng viện trợ cho Ukraine có thể kết hợp với việc hỗ trợ thêm cho Israel. Các quan chức Ukraine không phải là những người duy nhất so sánh tình hình ở Ukraine với tình hình ở Trung Đông. Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski cho biết, bây giờ việc tăng cường khả năng phòng thủ chống tên lửa của Israel và trang bị cho Ukraine các hệ thống tương tự sẽ rất hữu ích. Cách dễ nhất là mở khóa gói viện trợ cho Ukraine và Israel. Trong một báo cáo mới ngày 15 tháng 4, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Mỹ cảnh báo việc Israel phòng thủ thành công trước cuộc tấn công của Iran, nhấn mạnh những điểm yếu do vị trí địa lý của Ukraine cũng như sự xuống cấp liên tục của ô phòng không Ukraine gây ra đối với nỗ lực của Ukraine trong việc chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái thường xuyên của Nga. Vị trí địa lý gần gũi của Ukraine với Nga tạo ra một thách thức khi tên lửa và máy bay không người lái thường di chuyển quãng đường ngắn để tiếp cận mục tiêu, khiến Ukraine chỉ có vài phút để phản ứng. Trong khi đó, theo báo cáo của ISVK, Israel và các đối tác có vài giờ để chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Iran. Những người khác cho rằng hệ thống phòng thủ đa quốc gia của Israel cho thấy Ukraine đang bị bỏ rơi. Trong một bài đăng trên Telegram, nhà lập pháp Ukraine Oleksiy Goncharenko cay đắng, Ukraine nên rút ra kết luận gì? Chúng tôi chỉ có thể tin tưởng vào chính mình. Ngày 15 tháng 4, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell đã tuyên bố khu vực Trung Đông hiện đang đứng trên bờ vực và kêu gọi tránh xa điều đó. Ông cho biết, Israel sẽ có phản ứng trước cuộc không kích chưa từng có của Iran nhằm vào nhà nước Do Thái. Tuy nhiên, hy vọng phản ứng đó sẽ không khiến căng thẳng leo thang. Cùng ngày, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipavský đã triệu tập đại sứ Iran sau các vụ tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Israel từ Tehran ngày 14 tháng 4. Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Lipavský cũng lên tiếng chỉ trích Iran đã vượt qua mọi giới hạn khi tấn công Israel, tạo ra nguy cơ đối với tình hình an ninh trong khu vực. Cũng trong ngày 15 tháng 4, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó đã bày tỏ ý kiến rằng tình trạng leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel có thể được ngăn chặn. Ông Szijjártó cho biết, sau vụ tấn công của Iran tối ngày 14 tháng 4, ông đã thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Dựa trên các cuộc trao đổi này, ông nhận thấy vẫn có cơ hội để ngăn chặn sự leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, điều này sẽ chỉ có thể xảy ra nếu tất cả các bên quan trọng trong nền chính trị thế giới hành xử có trách nhiệm trong giai đoạn tới.
Ngoại trưởng Sergei Zato cũng tuyên bố Budapest lên án cuộc tấn công của Iran vì động thái đó đe dọa leo thang xung đột, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu. Trước đó, ông khẳng định Hungary phản đối bất kỳ hành động nào tiếp tục làm gia tăng căng thẳng. Phái đoàn ngoại giao Iran tại Liên Hợp Quốc lập luận rằng cuộc tấn công ngày 16 tháng 4 là hành động tự vệ theo Điều 51 trong Hiến chương Liên Hợp Quốc sau vụ việc mà Tehran cho là Israel tấn công vào tòa lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran tại Syria. Tehran cũng tuyên bố không có ý định thực hiện thêm hành động nào trừ khi lại bị Israel tấn công. Trong khi đó, cũng trong ngày 15 tháng 4, phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh của Israel. Ông Biden cũng nhắc đến những người vẫn bị lực lượng Hamas ở Giải Gaza bắt giữ và khẳng định: "Chúng tôi cam kết thúc đẩy ngừng bắn để giải thoát các con tin và ngăn chặn xung đột lan rộng." Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh cam kết đảm bảo an toàn cho các nhân viên và đối tác của Washington trong khu vực, bao gồm cả Iraq. Về phần mình, Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani kêu gọi các bên kiềm chế và thúc đẩy mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực. Tổng thống Biden đã kêu gọi Israel cân nhắc thận trọng và có chiến lược trước khi ra quyết định phản ứng, cảnh báo rằng việc này có thể gây ra sự lan rộng của xung đột. Mỹ và các đồng minh châu Âu hiện đang lo ngại việc cuộc tấn công mới của Iran có thể đẩy hai đối thủ không đội trời chung này đến một thực tế mà họ đã tránh suốt nhiều thập kỷ, nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông. Nếu viễn cảnh này thành sự thật, cuộc xung đột sẽ diễn ra như thế nào? Rạng sáng ngày 14 tháng 4, Iran đã phóng hơn 300 UAV và tên lửa vào Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tiết lộ UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo từ Iran đã được ghi nhận xuất hiện trong cuộc tấn công. Lực lượng phòng không Israel với sự hỗ trợ của không quân Mỹ, Jordan và Anh đã kịp thời đánh chặn nhiều máy bay không người lái và tên lửa hành trình trên không trung Syria, Iraq và Jordan trước khi chúng tiếp cận Israel. Trên lãnh thổ Israel, hệ thống vòng không Iron Dome, vòng sắt đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái và tên lửa khác, khiến bầu trời đêm sáng rực lên bởi ánh sáng từ các tiếng nổ. Cùng lúc, các báo động không kích vang lên ở Tel Aviv, Jerusalem và các thành phố khác. Như vậy, theo dự đoán, kịch bản đầu tiên đã xảy ra, Iran tấn công tên lửa và UAV quy mô vào lãnh thổ Israel. Trong khi đó, kịch bản thứ hai được đánh giá là xa vời hơn và nguy hiểm hơn, đó là Iran có thể chỉ đạo các lực lượng ủy nhiệm triển khai quân trên bộ từ Syria hoặc Liban. Iran đã từng tiến hành tấn công vào lãnh thổ Israel vào năm 2018, khi Tehran phóng tên lửa từ Syria vào các vị trí trên cao nguyên Golan. Các chi tiết về khả năng tấn công lần này của Iran đã được Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đưa ra trong đánh giá được công bố vào ngày 11 tháng 4, nêu rõ rằng bất kỳ cuộc tấn công nào từ Iran vào Israel đều sẽ kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái. Theo cơ quan này, Iran sở hữu kho lượng đáng kể, tên lửa đạn đạo và hành trình có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa tới 2.000 km, đưa Israel vào tầm ngắm. Báo cáo cũng cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel dự kiến sẽ đáp trả trước Iran, bao gồm cả phi đội máy bay chiến đấu FF-35I AD tàng hình và máy bay chiến đấu F-15I không tàng hình. Từ đầu tháng này, Israel đã thực hiện vụ triển khai tín hiệu định vị trên khu vực đô thị thủ đô Tel Aviv để chuẩn bị cho khả năng tấn công từ Iran và cũng là một màn phô diễn năng lực đánh chặn của quốc gia này. Một tình huống khác có thể xảy ra là xung đột trên không gian mạng. Hơn một thập kỷ trước, một phần mềm độc hại đứng biệt đền với tên gọi là Stuxnet đã xâm nhập và gây ra sự cố tại một cơ sở làm dầu uranium của Nga, làm cho hệ thống tại đây bị tê liệt hoàn toàn. Mỹ và Israel đã bị cáo buộc là những thủ phạm đứng sau sự việc này. Phản ứng trước cáo buộc trên, Iran cũng đã tiến hành các cuộc tấn công mạng của riêng họ, bao gồm một vụ tin tặc tấn công làm cho các hệ thống máy tính của Israel bị tê liệt. Lực lượng Shiite ở Liban, Iraq, Syria và Yemen là các đồng minh quan trọng nhất của Iran. Lực lượng Hezbollah ở Liban được bố trí để đóng vai trò quan trọng nhất. Hezbollah đã nhiều lần xung đột với Israel và thường xuyên bắn tên lửa, súng cối và rocket vào miền Bắc Israel kể từ khi chiến sự Gaza nổ ra hồi tháng 10 năm 2023. Theo thông tin tình báo từ Israel, kho vũ khí của Hezbollah lưu trữ hơn 70.000 tên lửa có điều khiển và không điều khiển, bao gồm các loại tên lửa tầm xa và tên lửa dẫn đường chính xác. Việc Hezbollah đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Israel có thể thách thức khả năng phòng thủ của Tel Aviv, đặc biệt là trong bối cảnh Tel Aviv đang đối mặt với Iran và Hamas cùng một lúc. Trong khi đó, Syria là quốc gia thân cận nhất với Iran tại Trung Đông. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad khó có thể hỗ trợ Iran do chính Syria cũng vẫn đang nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước sau khi nội chiến bùng nổ vào năm 2011. Iran có quan hệ tốt với Nga và Trung Quốc. Mặc dù cuộc chiến kéo dài tại Ukraine có thể sẽ hạn chế khả năng giúp đỡ của Moscow đối với Tehran. Trong khi đó, Israel có đồng minh thân cận nhất là Mỹ.
Hoa Kỳ hiện đang xúc tiến vận chuyển đạn dược tới Israel để giúp nước này chống lại Hamas ở Gaza. Theo một quan chức hải quân, trong số lực lượng của Mỹ ở khu vực Trung Đông, có hai tàu khu trục hải quân đã di chuyển tới phía đông Địa Trung Hải hồi đầu tháng 4, đó là USS Kearney và USS Alebuk, và cả hai đều có khả năng phòng không. Khi mới bắt đầu bùng nổ chiến sự Israel-Hamas, Lầu Năm Góc đã điều tàu sân bay mới nhất Zeran Afford và nhóm tác chiến tới phía đông Địa Trung Hải, nhưng hiện đã trở về. Ngoài ra, 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ được đặt trong tình trạng báo động cao về khả năng huy động. Một cuộc xung đột giữa Israel và Iran sẽ đặt nhiều quốc gia trong khu vực vào tình thế khó khăn, khiến nguy cơ xung đột bùng phát lan rộng khắp Trung Đông của cuộc bùng nổ thùng thuốc súng. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Bahrain, Maroc và Sudan, bốn quốc gia Ả Rập, đã ký kết các thỏa thuận hòa bình với Israel vào năm 2020 thông qua Hiệp định Abraham. Mối lo ngại về Iran đã đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối lại họ với nhau. Tuy nhiên, không có quốc gia Ả Rập nào có thể đứng về phía Israel trong cuộc đối đầu với một quốc gia Hồi giáo đồng hương, đặc biệt là một quốc gia hùng mạnh như Iran. Năm 2013, Iran và Ả Rập Xê Út đã khôi phục quan hệ ngoại giao sau 7 năm đóng băng. Có khả năng Ả Rập Xê Út sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel như một phần của một thỏa thuận rộng lớn hơn, trong đó mong muốn được đảm bảo an ninh từ Mỹ và có thể sẽ cố gắng tránh bị cuốn vào xung đột giữa Iran và Israel. Ngày 15 tháng 4, tờ Reuters trích dẫn một nguồn giấu tên tiết lộ Nga và Ukraine dường như đã tiến rất gần tới một thỏa thuận vận chuyển hàng hải mới trên Biển Đen vào tháng 3 sau 2 tháng đàm phán. Tuy nhiên, Ukraine là phía đã từ bỏ thỏa thuận này vào phút chót. Kể từ tháng 7 năm 2023, tuyến đường vận chuyển hàng hóa giữa hai bên đã không có thỏa thuận chính thức sau khi Moscow từ chối gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2022 do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đóng vai trò làm trung gian. Nga cho rằng Mỹ và EU đã không tuân thủ cam kết trong thỏa thuận bằng cách ngăn chặn xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Theo Reuters, các cuộc đàm phán gần đây được Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã đi đến một thỏa thuận dự kiến nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải thương mại ở Biển Đen. Reuters cũng cho biết rằng Ukraine dường như đã đồng ý với việc Tổng thống Recep Tayyip Erdogan có thể công bố thỏa thuận dự kiến này một ngày trước cuộc bầu cử địa phương vào ngày 31 tháng 3 năm 2024 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hiệp ước dự kiến sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố. Nguồn tin cho biết, vào phút cuối, Ukraine bất ngờ rút lui và thỏa thuận bị phá vỡ. Bản dự thảo mà Reuters tiếp cận được đã chỉ ra rằng Ankara đã đóng vai trò là trung gian trong các thỏa thuận giữa Moscow và Kiev nhằm đảm bảo hoạt động đi lại tự do và an toàn cho các tàu buôn ở Biển Đen và tuân thủ các quy định của Công ước Hàng hải. Theo dự thảo thỏa thuận, các bảo đảm sẽ không được áp dụng đối với tàu chiến, tàu dân sự chở hàng hóa quân sự, trừ khi có sự đồng thuận của tất cả các bên. Cả Nga và Ukraine đều phải cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho các tàu thương mại ở Biển Đen, hứa không tấn công, bắt giữ hoặc kiểm tra chúng, miễn là chúng không vận chuyển hàng hoặc được khai báo là hàng hóa quân sự. Lý do khiến Kiev rút lui chưa rõ ràng, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc trong thỏa thuận ban đầu, đe dọa gây tổn thương cho các quốc gia dễ bị ảnh hưởng. Hồi đầu năm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phủ nhận việc Moscow tấn công tàu Ukraine ở Biển Đen trong thời gian thỏa thuận ngũ cốc ban đầu có hiệu lực. Ông nói, một trong những lý do khiến Moscow không gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen là việc Kiev bị nghi lạm dụng tuyến đường vận chuyển trong suốt thỏa thuận. Ông tuyên bố, người Ukraine đã sử dụng những lối đi an toàn tự do này để phóng vũ khí của họ dưới dạng xuồng không người lái hải quân, gây thiệt hại cho các tàu và cảng của Nga. Ngoài ra, Nga lên án rằng thỏa thuận chỉ cho phép xuất khẩu ngũ cốc thương mại từ Ukraine một cách hiệu quả, trong khi xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga vẫn bị các quốc gia phương Tây ngăn chặn. Nga cũng cáo buộc các quốc gia giàu có hưởng lợi từ phần lớn hàng xuất khẩu của Ukraine. Theo quan điểm của Nga, chỉ có 3% tổng lượng ngũ cốc của Ukraine được vận chuyển đến các quốc gia trong danh sách các quốc gia có nhu cầu lớn nhất của chương trình lương thực thế giới do Liên Hợp Quốc tổ chức. Các nguồn tin thân điện Kremlin mới đây tiết lộ rằng hai chỉ huy cấp cao của Nga vừa bị cách chức vì không thể giành lại được các khu vực đã bị mất vào tay Kiev trong cuộc phản công của quân đội Ukraine vào mùa hè năm ngoái. Cụ thể, theo Miami Herald, chỉ huy quân đoàn vũ khí kết hợp số 18 của Nga, CAA, làm nhiệm vụ chiến đấu gần Krynki ở phía nam Kherson đã bị sa thải cùng với chỉ huy của trung đoàn súng trường cơ giới hóa số 70 chiến đấu gần Robotin ở tỉnh Zaporizhia. Chỉ huy CAA là trung tướng Arkady Mazoev và chỉ huy trung đoàn súng trường cơ giới hóa số 70 không được các blogger quân sự Nga nêu tên. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận về động thái này nhưng chưa nhận được phản hồi. Trong bản cập nhật mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết họ không thể xác nhận những vụ sa thải được báo cáo này. Tuy nhiên, CAA quả thật đã gặp nhiều thất bại trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine cũng như thất bại trong việc đánh bật lực lượng của Kiev khỏi bờ đông của vùng Kherson
nơi họ thiết lập một đầu cầu chiến thuật hạn chế vào tháng 11 năm ngoái. Cả hai đơn vị đều không giành lại được toàn bộ lãnh thổ mà lực lượng Ukraine đã giải phóng được ở tỉnh Zaporizhia và Kherson trong cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. ISVK cho biết các đơn vị của Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 70 đã bị suy thoái đáng kể trong các cuộc phản công định kỳ nhằm chiếm lại các vùng lãnh thổ xung quanh Robotin kể từ tháng 9 năm 2023. Tổ chức nghiên cứu ở Washington cho biết nếu các báo cáo là đúng, Moscow có thể đang hy vọng bà lãnh đạo mới sẽ giúp Moscow giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ trong và xung quanh Robotin và Krenki để xóa sạch kết quả của cuộc phản công của Ukraine năm ngoái. Trước đó, giữa tháng 3 vừa qua, Nga đã cách chức tư lệnh hải quân sau tổn thất Biển Đen. Theo đó, Đô đốc Nikolai Yevmenov, tư lệnh hải quân Nga từ tháng 5 năm 2019 đã bị Moscow cách chức. Đô đốc Alexander Moiseev trở thành quyền tư lệnh hải quân. Thông tin trên được báo Izvestia có trụ sở tại Moscow và hãng tin Fontaka ở Saint Petersburg dẫn nguồn tin giấu tên đăng tải. Tờ Fontaka viết, ông Nikolai Yevmenov vẫn được liệt kê trên trang web Bộ Quốc phòng Nga là Tổng tư lệnh Hải quân, nhưng ý kiến trong nội bộ Hải quân đã thống nhất là ông ấy sẽ không quay trở lại nắm quyền. Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin đều chưa bình luận gì về thông tin trên. Các blogger quân sự Nga có liên hệ với Điện Kremlin cũng chưa xác nhận việc thay đổi lãnh đạo này. Ông Yevmenov giữ chức Tổng tư lệnh Hải quân Nga từ tháng 5 năm 2019. Lực lượng hải quân Nga đã phải lùi bước khỏi một phần Biển Đen sau khi một số tàu chiến và tàu ngầm của nước này đã bị phá hủy hoặc bị thiệt hại trong các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái cảm tử và tên lửa của Ukraine. Lực lượng này được cho là đang xây dựng căn cứ mới cho hạm đội Biển Đen tại vùng đồi ly khai của Georgia cách Ukraine hơn 600 km. Khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phê chuẩn cuộc không kích nhằm vào Đại sứ quán Iran ở Damascus, ông biết mình đang làm gì. Mọi cuộc tấn công nhắm vào cơ quan đại diện ngoại giao đều vi phạm Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961. Dù vậy, nhà lãnh đạo Israel vẫn tiếp tục với hy vọng hướng sự chú ý ra khỏi những tổn thất trong chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Xét về tính thiêng liêng của các sứ mệnh ngoại giao, đợt không kích nêu trên là một bước đi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Iran ở chiều ngược lại, bị đặt vào tình cảnh bệ bang khi mà cộng đồng quốc tế không phản ứng mạnh với hành động thù địch của Israel, đặc biệt là ở phương Tây. Giọt nước trà ly, Tehran suy xét hậu quả trước khi quyết định trả đũa Israel bằng cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ trong sáng ngày 14 tháng 4, được triển khai từ chính lãnh thổ Iran nhằm gửi một thông điệp rõ ràng đến Israel và đồng minh. Màn đáp trả của Iran được thiết kế để thị uy sức mạnh quân sự nhưng vẫn đảm bảo căng thẳng không leo thang vượt kiểm soát. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Hossein Amiradollahian mô tả cuộc tấn công là có giới hạn, đồng thời cho biết Tehran đã cảnh báo Washington trước khi triển khai với sự hỗ trợ của Mỹ. Israel đánh chặn thành công gần như toàn bộ tên lửa và máy bay không người lái được phóng. Căng thẳng Iran-Israel làm gia tăng nỗi lo về nguy cơ xung đột lan rộng ra khắp Trung Đông. Một cuộc chiến như vậy không chỉ gây tổn thất nặng nề cho cả khu vực, mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng cho toàn thế giới. Mọi cuộc chiến toàn diện giữa Iran và Israel đều có thể kéo các nước vùng vịnh vào vòng xoáy bạo lực, mở đường cho một cuộc giao tranh diện rộng với khả năng tham gia của Mỹ, Nga. Chính vì vậy, cộng đồng quốc tế phải hành động. Theo bài bình luận của kênh Al Jazeera, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải thông qua một nghị quyết mang tính ràng buộc mạnh mẽ để áp lệnh ngừng bắn tuyệt đối trên toàn khu vực, bao gồm các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, Israel, Iran và tất cả các nước láng giềng liên quan, cũng như các chủ thể phi nhà nước. Không kém phần quan trọng, nghị quyết này phải giải quyết vấn đề cốt lõi khiến Trung Đông chìm trong bất ổn, nhà nước Palestine. Do đó, nghị quyết phải yêu cầu Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở Gaza để trao đổi con tin. Nghị quyết cần đề ra lộ trình rõ ràng để tiến đến mục tiêu thành lập nhà nước Palestine, cũng như để chấm dứt quyền kiểm soát quân sự của Israel đối với toàn bộ lãnh thổ Ả Rập bị chiếm đóng vào năm 1967. Nghị quyết phải thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế để đảm bảo các bên tuân thủ, đặc biệt là ở Gaza và bờ Tây, nơi bạo lực đang ở mức cao chưa từng có. Một tuyên bố rõ ràng để ủng hộ và một lộ trình rõ ràng để hiện thực hóa quyền tự quyết của Palestine là đặc biệt quan trọng ở thời điểm hiện tại. Hầu hết các nước châu Âu đã trình bày kế hoạch gia nhập danh sách 139 quốc gia công nhận nhà nước Palestine. Do đó, nghị quyết mới phải yêu cầu sử dụng chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, điều 41 trong Hiến chương quy định. Hội đồng Bảo an có thẩm quyền quyết định những biện pháp nào phải được áp dụng mà không sử dụng vũ lực để thực hiện các nghị quyết của hội đồng và có thể yêu cầu các thành viên Liên Hợp Quốc áp dụng những biện pháp đó. Các biện pháp này có thể bao gồm việc gián đoạn toàn phần hay một phần quan hệ kinh tế, đường sắt, đường biển, hàng không, bưu chính, điện tín, vô tuyến điện và các phương tiện thông tin khác, cũng như việc cắt đứt quan hệ ngoại giao. Nghị quyết cần nêu rõ khả năng áp dụng lệnh trừng phạt nghiêm khắc và tẩy chay ngoại giao đối với những bên không tuân thủ. Nghị quyết cũng cần đề cập những quy định khác trong chương 7, bao gồm sử dụng lực lượng quân sự để duy trì hòa bình quốc tế. Cánh cửa cơ hội vẫn chưa khép lại hoàn toàn đối với cộng đồng quốc tế.
nhất là khi Iran cho thấy họ sẵn sàng xuống thang căng thẳng. Mỹ và các quốc gia khác đã hỗ trợ Israel, và đây là thời điểm để Israel trả nợ đồng minh bằng cách tuân thủ lệnh ngừng bắn. Nếu không muốn đối mặt khủng hoảng kinh tế và nhân đạo tàn khốc từ một cuộc xung đột toàn Trung Đông, thế giới phải tăng tốc để đặt nền móng thúc đẩy hòa bình bền vững cho khu vực. Chìa khóa nỗ lực này là giải quyết vấn đề nhà nước Palestine một lần và mãi mãi. Hôm 15 tháng 4, phiên xét xử hình sự cựu Tổng thống Donald Trump, người gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa sau loạt chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ, đã bắt đầu với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn. Tại phiên xử lần này, ông Trump bị cáo buộc làm giả gần 30 hồ sơ kinh doanh nhằm che đậy khoản thanh toán cho nữ diễn viên. Ông Trump phải đối mặt với 34 tội danh nghiêm trọng và có thể phải đối mặt với án quản chế hoặc án tù lên tới 4 năm. Về phần mình, cựu Tổng thống Trump luôn phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố mình vô tội, gọi các cáo buộc mang động cơ chính trị. Phiên tòa dự kiến diễn ra với sự tham gia của một loạt nhân chứng, bao gồm luật sư cũ của ông Donald Trump là Michael Cohen, người đã thực hiện các khoản thanh toán, Karen McDougal, một người mẫu nói rằng có quan hệ tình cảm với ông Trump, và Hope Hicks, cựu trợ lý của ông Trump. Trước đây, ông Cohen từng thừa nhận đã trả tiền để mua sự im lặng của nữ diễn viên Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016, thời điểm ông Trump từng đánh bại ứng cử viên Đảng Dân Chủ là Hillary Clinton. Trong ngày đầu tiên của phiên tòa hình sự, các công tố viên đã yêu cầu thẩm phán Juan Merchan phạt ông Trump $3,000 vì những bài đăng trên mạng xã hội tấn công các nhân chứng. Trong khi đó, đội ngũ luật sư của ông Trump lập luận, cựu Tổng thống chỉ là đang đáp trả những cuộc tấn công vô lý, lặp đi lặp lại của những nhân chứng này. Thẩm phán Merchan cho biết, ông sẽ nghe thêm các lập luận về yêu cầu truy tố vào ngày 24 tháng 4 sắp tới. Tại phiên tòa, thẩm phán Merchan đưa ra hướng dẫn về lịch trình xét xử. Ông cũng từ chối yêu cầu vắng mặt của ông Trump để tham dự phiên tòa của Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington vào tuần tới, xem xét liệu ông có bị xét xử về các cáo buộc hình sự can thiệp bầu cử hay không. Về quyết định của thẩm phán Merchan không cho phép ông vắng mặt vào tuần tới khi rời phòng xử án, ông Trump nói: "Chúng tôi thực sự có vấn đề với vị thẩm phán này." Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn cũng được khởi động trong ngày 15 tháng 4 với 96 ứng viên được triệu tập để trở thành thành viên bồi thẩm đoàn. Ít nhất 50 ứng viên đã bị loại sau khi nói rằng họ không thể vô tư khi đánh giá ông Trump. Một số người khác được miễn vì những lý do khác. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn sẽ tiếp tục vào 9:30 sáng ngày 16 tháng 4 theo giờ Mỹ và kéo dài cho đến khi nào lựa chọn được 12 thành viên chính thức và 6 người dự bị. Trong khi một số bồi thẩm viên tiềm năng đã vượt qua mốc sàng lọc ban đầu, họ cũng sẽ bị các luật sư bào chữa và công tố thẩm vấn trước khi được chọn vào bồi thẩm đoàn. Các bồi thẩm viên trong phiên tòa sẽ lắng nghe lời khai và quyết định xem ông Trump có phạm tội nào trong số 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh hay không. Quyết định kết tội hay tuyên trắng án phải được bồi thẩm đoàn thống nhất. Nếu bồi thẩm đoàn có lý do nghi ngờ việc ông Trump có tội, họ có thể tuyên trắng án. Nếu họ kết tội ông, thẩm phán sẽ là người quyết định bản án chứ không phải bồi thẩm đoàn. Thẩm phán có thể quyết định ông Trump có đi tù hay không trong trường hợp ông chính thức bị kết tội. Mới đây, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ đã đánh giá rằng các lực lượng Nga đang khai thác những thiếu sót của Ukraine để đạt được những thắng lợi chiến thuật. Tình trạng này phát sinh do thiếu sự hỗ trợ an ninh của Mỹ. Các quan chức Kiev cũng tiếp tục cảnh báo rằng sự hỗ trợ an ninh của Mỹ rất quan trọng đối với khả năng của quân đội Ukraine trong việc phòng thủ trước các hoạt động tấn công hiện tại và tương lai của Nga, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối mùa xuân và mùa hè. Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng, ông Kirill Budanov cho biết, quân đội Ukraine tích cực chuẩn bị đẩy lùi một cuộc tấn công lớn trong tương lai của Nga, dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới, nhưng khẳng định việc này sẽ rất khó khăn nếu không có sự trợ giúp quân sự của phương Tây. Ngày 14 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thừa nhận, tình hình hiện tại ở miền đông rất căng thẳng và quân đội Nga tập trung nỗ lực ở phía tây Bakhmut theo hướng Chasovia. Ông Umerov cho biết, quân đội Ukraine sử dụng thành công các thiết bị hiện đại để chống lại số lượng lớn binh sĩ Nga. Hôm 15 tháng 4, người phát ngôn nhóm lực lượng Kortitsa của Ukraine, ông Naza Voloshinchu cho biết, lực lượng Kiev ở hướng Bakhmut và Avdiivka chỉ có thể bắn từ 1 đến 5 quả đạn pháo so với 10 quả của đối phương, nhưng pháo binh Ukraine chính xác hơn. ISVK lưu ý, khả năng của các lực lượng Ukraine trong việc đẩy lùi các hoạt động tấn công tăng cường của Nga ở miền đông Ukraine đã suy giảm do thiếu trang thiết bị và có thể tiếp tục xấu đi trong tương lai gần nếu việc cung cấp hỗ trợ an ninh của Mỹ tiếp tục bị chậm trễ. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 15 tháng 4 của ISVK. Thứ nhất, các quan chức Kiev tiếp tục cảnh báo sự hỗ trợ an ninh của Mỹ rất quan trọng đối với khả năng của lực lượng Ukraine trong việc phòng thủ trước các hoạt động tấn công hiện tại và tương lai của Nga, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối mùa xuân và mùa hè. Thứ hai, một quan chức quân sự cấp cao Estonia mô tả việc tăng cường các hoạt động tấn công của Nga ở tiền tuyến và cách chiến dịch tấn công sâu phía sau chiến tuyến là nhằm mục đích làm suy yếu ý chí chiến đấu của Ukraine
và khiến sự thống nhất của phương Tây lung lay. Thứ ba, Nga tiếp tục điều chỉnh chiến thuật máy bay không người lái dọc tiền tuyến như một phần của các cuộc chạy đua vũ trang tấn công, phòng thủ, nhằm giảm thiểu khả năng thích ứng công nghệ của Ukraine và tận dụng lợi thế vật chất của Nga dọc tiền tuyến. Thứ tư, một nguồn tin nội bộ của Nga cho biết các quan chức nước này đang chuẩn bị điều động lại một số cựu thành viên của tập đoàn Wagner từng phục vụ trong quân đoàn châu Phi tới vùng Belgorod. Thứ năm, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, Sergei Aksenov đã thông qua sắc lệnh hạn chế di cư lao động ở Crimea, làm suy yếu nỗ lực của Điện Kremlin nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lao động. Thứ sáu, gần đây ngày 15 tháng 4, quân đội Nga đã có những bước tiến xác nhận gần Severs, phía đông bắc Bakhmut, Avdiivka và phía tây Donetsk. Thứ bảy, các vụ truy tố hình sự đối với những nam giới trốn nghĩa vụ quân sự bắt buộc được cho là đã gia tăng ở Nga kể từ mùa thu năm 2022. Trong một cuộc họp báo hôm 15 tháng 4, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby gọi cuộc tấn công của Iran vào Israel là thất bại ngoạn mục và đáng xấu hổ, sau khi hầu hết tên lửa và UAV từ Tehran đều bị chặn đứng. Tôi đã thấy một số thông tin nói Iran cố tình thất bại, rằng thất bại ngoạn mục và đáng xấu hổ này hoàn toàn là có chủ ý. Tôi cũng thấy Iran nói họ đã đưa ra cảnh báo sớm để giúp Israel chuẩn bị phòng thủ và hạn chế mọi thiệt hại tiềm tàng. Tất cả những điều đó hoàn toàn sai. Các quan chức Mỹ trước đó tiết lộ, Tehran đã truyền thông điệp qua Thụy Sĩ tới Washington, cảnh báo họ có ý định đáp trả cuộc tấn công được cho là Israel thực hiện nhằm vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus, Syria hồi đầu tháng. Tuy nhiên, ông Kirby nhận xét, thông tin Tehran đã thông báo trước về thời gian hoặc mục tiêu của cuộc tấn công là nực cười. Ông nói thêm rằng, cuộc tập kích cho thấy Iran có ý định rõ ràng là tàn phá và gây thương vong lớn. Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tuyên bố ủng hộ vững chắc Israel, nhưng Nhà Trắng lưu ý họ không muốn tình hình leo thang khiến xung đột lan rộng ra khắp Trung Đông. Dù vậy, ông Kirby nhấn mạnh Israel mới là bên ra quyết định về việc liệu họ có muốn phản ứng hay không và phản ứng như thế nào trước hành động từ Iran. Sáng 14 tháng 4, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã phóng hơn 300 UAV, tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu ở Israel. Vụ tấn công được cho là gây thiệt hại không đáng kể ở Israel do hệ thống phòng thủ vòm sắt cùng hỗ trợ từ Mỹ, Anh, Pháp và Jordan đã đánh chặn 99% quả đạn do Iran phóng ra. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Iran nhắm trực tiếp vào lãnh thổ của Israel sau nhiều năm căng thẳng. Những lời đe dọa trả đũa của Iran nhắm vào Israel sau khi đổ lỗi cho Tel Aviv tiến hành cuộc tấn công nhắm vào đại sứ quán của họ ở Damascus hôm 1 tháng 4 đã được thực hiện hóa vào hôm 14 tháng 4. Theo đó, Iran đã thực hiện một cuộc tấn công chưa từng có vào Israel, sử dụng hơn 300 máy bay không người lái UAV và tên lửa dù phần lớn chúng đã bị Tel Aviv đánh chặn, trong khi cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào Israel và chờ đợi phản ứng của Tel Aviv đối với cuộc phản công của Iran, thì các lãnh đạo ở Tehran lại đe dọa rằng họ sẽ tiến hành một cuộc tấn công, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nếu Israel quyết tâm trả đũa. Inet News mới đây cho biết, các lãnh tụ tối cao, tổng thống và những người đứng đầu quân đội Iran đều tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công chưa từng có vào Israel. Người đầu tiên phải kể đến đó là ông Ali Khamenei, 84 tuổi, là một chính trị gia và lãnh tụ tôn giáo Shiite ở Iran. Ông là một trong những nhà lãnh đạo đứng đằng sau Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Ông được coi là cánh tay phải của nhà lãnh đạo của cách mạng Ayatollah Ruhollah Khomeini và cũng từng là một trong những người ra quyết định quan trọng trong cuộc chiến với Iraq dưới thời Tổng thống Saddam Hussein. Năm 1989, sau sự ra đi của lãnh đạo tối cao Khomeini, ông Khamenei được bổ nhiệm làm người kế nhiệm, đảm nhận vai trò lãnh đạo tối cao Iran. Ông Khamenei là người ra quyết định cuối cùng về mọi chính sách, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hoạt động quân sự. Trong những ngày gần đây, sau khi đại sứ quán của Iran tại Damascus bị tấn công, bản thân lãnh đạo tối cao Khamenei đã nhiều lần thề sẽ trả đũa Israel. Người thứ hai chính là chỉ huy quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC, Hossein Salami. Ông Salami được lãnh tụ tối cao Khamenei bổ nhiệm vào năm 2019. IRGC hoạt động cả trong và ngoài Iran, đặc biệt là ở Syria. Trong bài phát biểu mới đây, ông Salami đã nói về cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel. Chúng tôi đã thay đổi phương trình chống lại Israel và bây giờ sẽ tấn công từ đất Iran để trả đũa bất kỳ hành động gây hấn nào của Israel.
Người thứ ba được nhắc đến là ông Imel Qasni. Ông được bổ nhiệm chỉ huy lực lượng Quds, đơn vị tinh nhuệ nhất của IRGC, sau vụ Mỹ ám sát tướng Qasem Soleimani vào năm 2020, trong khi người tiền nhiệm Soleimani nổi tiếng với sức lôi cuốn đặc biệt của một nhà lãnh đạo quân sự và đã có công biến lực lượng Quds trở thành một lực lượng quân sự đáng gầm, thì Qasni lại có phong cách lãnh đạo khác biệt, không giống như tướng Soleimani. Ông Qasni không nói được tiếng Ả Rập và phải sử dụng phiên dịch viên để truyền tải các thông điệp của mình. Lực lượng Quds chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của IRGC bên ngoài Iran. Vai trò chính của họ là hỗ trợ các lực lượng kháng chiến chống lại Mỹ và Israel, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của Iran trên khắp Trung Đông. Người thứ tư là tham mưu trưởng Iran Mohammad Bakhweri. Ông đã tích cực tham gia vào việc lên kế hoạch tấn công chống lại Israel khi tham dự đám tang của chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, người thiệt mạng trong cuộc tấn công ở Damascus. Ông nói, phương pháp trả thù sẽ do chúng tôi quyết định. Ông cho biết, tên lửa đạn đạo cũng như tên lửa hành trình đã được sử dụng trong cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Israel và kế hoạch của Iran là tấn công một căn cứ không quân của Israel. Nhà của các máy bay chiến đấu được cho là đã thực hiện cuộc tấn công vào Damascus hôm 1 tháng 4. Người thứ năm là chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ IRGC Ami Ali Hajizadeh. Tên lửa đạn đạo và UAV được sử dụng trong cuộc tấn công thuộc trách nhiệm của ông Hajizadeh trong bài phát biểu hồi tháng 3 năm nay. Ông nói, chúng tôi đã đạt được năng lực cao trong tất cả các lĩnh vực quân sự. Chúng tôi là một trong ba quốc gia hàng đầu về sản xuất UAV. Người thứ sáu không thể thiếu chính là Tổng thống Iran Ibrahim Raisi. Ông giữ vị trí quan trọng thứ hai trong chính quyền Iran và được bầu vào vị trí này vào năm 2021. Ông thuộc lớp người bảo thủ và thực hiện chính sách cứng rắn hơn đối với phương Tây so với người tiền nhiệm Hassan Rouhani. Ông Raisi đóng vai trò trung tâm trong việc truyền tải thông điệp của Iran và mối quan hệ của Tehran với các nước láng giềng. Sau cuộc tấn công trả đũa của Iran và Israel, ông tuyên bố rằng Iran đang ở thời điểm mạnh nhất hiện nay. Cuối cùng là một trong những nhân vật nổi bật của chính quyền Iran là Ngoại trưởng Ami Abdullahian, người thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông địa phương và nổi tiếng với những tuyên bố cứng rắn với Israel kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bùng nổ. Ông Ami Abdullahian đã tích cực hơn trong việc điều phối lợi ích của Iran ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Ông cũng tổ chức nhiều cuộc thảo luận về tình hình chiến sự ở Gaza với các đối tác trong khu vực trong những ngày gần đây. Đang trên đường đến dải Gaza, các nhà quan sát dự đoán F-35 sẽ tăng cường chỗ đứng trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, đóng vai trò như một cảm biến trên không để dẫn đường cho các hệ thống phòng không mặt đất. Đồng thời được trang bị tên lửa đánh chặn chuyên dụng nhằm mở rộng khả năng tác chiến. Nhưng cần nói thêm, F-35 phải vật lộn với gần 800 trục trặc khi vận hành. Máy bay này vẫn chưa hoàn thiện nhiều khả năng chiến đấu cường độ cao, chẳng hạn như sử dụng tên lửa tầm xa. Các cuộc giao chiến thường liên quan đến việc sử dụng tên lửa tầm ngắn AIM-9. Điều thú vị là trong khi F-35 có tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu thấp nhất trong không lực Hoa Kỳ, mặc dù là một trong những máy bay mới nhất của Washington, thì phi đội AD của Israel lại duy trì được tỷ lệ trực chiến cao đáng kể. Việc ưu tiên cung cấp phụ tùng thay thế cho nhu cầu của Israel được thực hiện kể từ khi xảy ra xung đột công khai với các nhóm dân quân Palestine vào tháng 10 năm 2023, đã đóng vai trò quan trọng cho tình hình trên. Trước đó, tháng 7 năm 2023, Bộ Quốc phòng Israel công bố kế hoạch mở rộng phi đội F-35i của mình. Họ đề xuất kế hoạch ký kết hợp đồng trị giá 3 tỷ đô la Mỹ để mua thêm 25 chiếc. Tuy nhiên, gánh nặng đối với ngân sách quốc phòng đang hiện ra trước mắt. Điều này không chỉ bắt nguồn từ suy thoái kinh tế do nửa năm cuộc chiến gây ra, mà còn do cuộc tấn công mới nhất của Iran. Những người trong cuộc xác nhận chỉ vài giờ nỗ lực phòng không cường độ cao, Tel Aviv đã tiêu tốn một khoản tiền đáng kinh ngạc lên tới 1,33 tỷ đô la Mỹ. Kết quả là chi phí cho việc đánh chặn cuộc tấn công vượt rất xa khoản đầu tư mà Iran sử dụng để tiến hành trận đánh phá và gần bằng tổng chi phí của hợp đồng mua F-35i-AD sắp tới. Hôm 14 tháng 4, trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình TSN của Ukraine, Ngoại trưởng Dmitry Kuleba cho biết nước này đang yêu cầu các đối tác phương Tây cho Kiev thuê hệ thống phòng không Patriot, thừa nhận kế hoạch này vẫn chưa được chấp thuận. Ngoại trưởng Kuleba nói, khi chúng tôi họp sau những cánh cửa đóng kín, tôi nói với các đối tác, các bạn thân mến, nếu các bạn muốn cho thuê thì chúng tôi thuê, nếu các bạn muốn đóng cửa biên giới, hãy cứ làm điều đó, nhưng hãy đưa Patriot cho Ukraine. Khi được hỏi liệu các nước phương Tây có đồng ý cung cấp hệ thống phòng không này với điều kiện như vậy hay không, ông Kuleba thừa nhận rằng giải pháp này vẫn chưa được nhất trí. Trong khi đó, khi được hỏi rằng,
liệu kế hoạch sử dụng hệ thống phòng không của Mỹ ở Ba Lan để bao phủ bầu trời phía Tây của Ukraine có khả thi hay không? Ông Kuleba trả lời, thực tế sẽ là như vậy. Trên thực tế, điều này sẽ bảo vệ các nước NATO khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái UAV hoặc tên lửa vào lãnh thổ của họ. Kể từ khi xung đột bùng nổ, Ukraine đã nỗ lực tăng cường phòng không. Tuy nhiên, nhu cầu phòng không càng trở nên cấp thiết hơn sau khi Nga nối lại các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng. Hôm 13 tháng 4, Đức tuyên bố chuyển giao bổ sung hệ thống Patriot cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đây tuyên bố cần có 25 hệ thống Patriot để ngăn chặn hoàn toàn bầu trời Ukraine khỏi UAV và tên lửa của Nga. Gần đây, Ngoại trưởng Kuleba cho biết Ukraine đã được cam kết hỗ trợ 100 hệ thống Patriot, nhưng trước tiên họ cần có 7 hệ thống trong số đó ngay tức thì. Ưu tiên của Ukraine không chỉ là Patriot, mà còn cả tổ hợp SAMBT, vốn cũng có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo. Nói về việc này, Ngoại trưởng Kuleba cũng cho biết Ukraine hiện đang đàm phán việc chuyển giao hai tổ hợp Patriot và một tổ hợp SAMBT. Theo ông, chủ đề về hệ thống phòng không hiện nay là nóng nhất và nan giải nhất. Anh và một số nước đã giúp Israel bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái Iran, nhưng không thể hỗ trợ Ukraine đánh chặn mục tiêu của Nga như vậy. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trang tin NBC ngày 15 tháng 4, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết không quân Anh không thể hỗ trợ Ukraine bắn hạ các máy bay không người lái và tên lửa Nga như đã giúp Israel bẻ gãy đợt tấn công của Iran cuối tuần qua. Ông giải thích, đẩy lực lượng NATO vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga sẽ khiến xung đột leo thang. Ông Cameron nói, nếu bạn muốn tránh chiến sự leo thang và lan rộng ở châu Âu, điều cần tránh là quân đội NATO trực tiếp giao chiến với Nga. Ông Cameron cho biết thêm, sử dụng máy bay chiến đấu không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng để bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái vì hệ thống phòng không hoạt động tốt hơn. Do vậy, theo ông, Ukraine cần được bổ sung thêm các hệ thống phòng không để tự bảo vệ mình, đặc biệt là các tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất. Ukraine đang thiếu trầm trọng hệ thống phòng không khi nguồn viện trợ từ phương Tây bị đình trệ nhiều tháng qua. Kiev kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây nhanh chóng cung cấp cho nước này các tổ hợp phòng không hiện đại để đối phó với làn sóng tấn công mới của Nga. Trong cuộc họp báo cùng ngày, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine quá khác biệt so với tình hình căng thẳng ở Trung Đông và tình hình xung quanh Israel. Đây là cách lý giải về việc lần đầu tiên Mỹ trực tiếp tham gia đẩy lùi các cuộc không kích ở Israel. Theo ông John Kirby, những xung đột đó bản chất khác nhau, ở không phận khác nhau và bối cảnh đe dọa khác nhau. Ông Kirby lưu ý, ngay từ đầu cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rõ Mỹ không có ý định tham gia vào cuộc xung đột này với vai trò chiến đấu. Ông Kirby cho biết, Washington đã cung cấp cho Kiev khả năng phòng không. Ông John Kirby cho biết thêm, thật đáng tiếc, hiện chúng tôi chưa thể viện trợ lá chắn phòng không. Ông Kirby cũng phàn nàn về việc Quốc hội trì hoãn dự luật tài trợ cho các đồng minh nước ngoài của Mỹ, bao gồm Ukraine và Israel. Nhà Trắng cho biết sẽ không ủng hộ nỗ lực có thể của Đảng Cộng Hòa tách biệt. Việc viện trợ cho Israel và Ukraine thông qua các dự luật riêng biệt và tiếp tục kiên quyết hoàn thành việc thông qua sáng kiến gói viện trợ này tại Quốc hội Mỹ. Rạng sáng 14 tháng 4, Iran đã phóng 170 máy bay không người lái và hơn 150 tên lửa các loại nhằm vào Israel. Tehran nói rằng hành động này nhằm đáp trả việc Israel bị cáo buộc tập kích tòa nhà lãnh sự của Iran ở Syria hồi đầu tháng. Israel tuyên bố quân đội nước này cùng với các đồng minh trong khu vực đánh chặn 99% tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho hay phần lớn số vũ khí này đều bị bắn hạ trước khi tiếp cận lãnh thổ Israel. Chỉ một số ít tên lửa vượt qua được hệ thống phòng không, gây ra thiệt hại không đáng kể tại căn cứ không quân Netavim. Giới chức quân sự của Mỹ thông báo lực lượng của nước này ở Trung Đông đã bắn hạ hơn 70 máy bay không người lái và 6 tên lửa đạn đạo của Iran. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak xác nhận các máy bay chiến đấu của Anh hỗ trợ bắn hạ một số lượng không xác định máy bay không người lái Iran. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine cũng cần được bảo vệ như Israel, quốc gia không phải thành viên của NATO. Ông nói, điều này không nhất thiết phải là kích hoạt điều khoản 5, chỉ cần ý chí chính trị là đủ. Điều 5 trong hiến chương NATO là điều khoản về phòng thủ tập thể. Theo điều khoản này, bất cứ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một thành viên của NATO đều bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh. Khi đó, NATO có thể cân nhắc đến các biện pháp đáp trả tập thể. Phương Tây đã viện trợ quân sự cho Ukraine ngay từ những ngày đầu xung đột. Tuy nhiên, đến nay,
các nước này vẫn tìm cách tránh nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong hội nghị an ninh Munich hồi tháng 2 năm nay và kêu gọi ông kiềm chế không tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Tờ Washington Post mới đây dẫn nguồn tin cho biết yêu cầu của bà Harris đã gây bực tức cho ông Zelensky và các trợ lý của ông. Các nguồn tin lưu ý rằng Tổng thống Ukraine đã bác bỏ những khuyến nghị này và ông không chắc liệu chúng có phản ánh quan điểm đồng thuận của chính quyền Joe Biden hay không. Tờ Washington Post cho biết thêm, trong những tuần tiếp theo, Mỹ đã xác nhận cảnh báo này trong nhiều cuộc trò chuyện với phía Ukraine. Đặc biệt, những tuyên bố này được đưa ra bởi đại diện cấp cao của Lầu Năm Góc và Tình báo Mỹ, cũng như Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, người đã đến thăm Kiev vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, kể từ đó, Ukraine đã tấn công một số cơ sở của Nga, bao gồm cả vụ tấn công vào ngày 2 tháng 4 vào nhà máy lọc dầu lớn thứ 3 của Nga là Tanenko nằm ở Tatarstan. Các quan chức Mỹ cho rằng, hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu giảm lạm phát là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden trước cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, họ nói rằng điều quan trọng là duy trì sự ủng hộ của châu Âu đối với nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Quan chức Mỹ cho biết, giá năng lượng tăng có nguy cơ làm giảm sự hỗ trợ của châu Âu dành cho viện trợ Ukraine. Mỹ cũng nghi ngờ lợi ích quân sự của các cuộc tấn công này của Ukraine. Đặc biệt, quân đội Mỹ tin rằng các cuộc tấn công không làm giảm khả năng chiến đấu của Nga và đã dẫn đến một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào lưới điện của Ukraine, gây thiệt hại cho Ukraine nhiều hơn so với các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu đối với Nga. Tờ Washington Post lưu ý rằng quan điểm của Mỹ về việc tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga đã khiến Ukraine tức giận. Ukraine coi những hành động đó là chính đáng khi Nga liên tục tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Giới chức Ukraine cũng tin rằng những cuộc tấn công này là cần thiết để nâng cao cái giá phải trả của Nga và nhấn mạnh rằng xã hội Nga sẽ không an toàn cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Trong hơn một tuần qua, lũ lụt kỷ lục đã nhấn chìm khu vực biên giới Nga và Kazakhstan, khiến giới chức hai nước phải ra lệnh sơ tán hàng trăm nghìn người. Vào tối hôm mùng 5 tháng 4, mực nước sông Uran dâng cao nhanh chóng chỉ trong vài giờ đồng hồ, gây vỡ đê chắn sông Uran và nhấn chìm thành phố Ork thuộc vùng Orenburg, Nga. Mực nước dâng cao chỉ trong vài giờ làm ngập nhiều khu dân cư ở phía nam dãy núi Uran, Siberia, Kugan của Nga và các khu vực của Kazakhstan gần các con sông Uran và Tobol. Chính quyền Nga và Kazakhstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi mực nước sông Uran đạt đỉnh điểm 10,87m. Tính đến ngày 11 tháng 4, gần 12.000 ngôi nhà nằm ở biên giới hai nước này đã bị nuốt chửng hoàn toàn khi lưu lượng nước sông Uran vẫn tiếp tục tăng, đe dọa đến cuộc sống của người dân. Theo Reuters, đến ngày 12 tháng 4, chính quyền Orenburg, khu vực cách thủ đô Moscow 1.200 km về phía đông, ra lệnh sơ tán khẩn cấp hàng nghìn người dân, trong khi giới chức Kazakhstan cho biết đã sơ tán hơn 100.000 người khỏi khu vực nguy hiểm. Tổng thống Kazakhstan ông Kasym-Jomart Tokayev cho biết, đây là trận thiên tai lớn nhất trong suốt 80 năm trở lại đây. Thống đốc vùng Orenburg cho biết đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất chưa có tiền lệ trong lịch sử khu vực. Tính đến ngày 12 tháng 4, thiệt hại do trận lũ lụt Nga ước tính lên tới 428 triệu đô la Mỹ. Nền kinh tế của Nga nói chung bị ảnh hưởng trầm trọng sau thảm họa trên, khi Nga là nơi xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai thế giới. Bên cạnh đó, nhà máy lọc dầu thành phố Ork có công suất khoảng 6 triệu tấn dầu mỗi năm đã tạm dừng hoạt động. Theo tờ New York Times, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga giải thích rằng lý do xảy ra lũ lớn là do đất bị ủng nước, đóng băng vào mùa đông và sau đó tan nhanh, tạo nên lũ lụt khi xuân đến. Năm nay, sự xuất hiện của đợt nắng nóng kéo dài đã khiến băng tan nhanh hơn bình thường. Một báo cáo của Cơ quan Giám sát Khí tượng và Môi trường Nga vào năm 2022 cảnh báo rằng khu vực Orenburg có nguy cơ hứng chịu nhiều trận lũ lụt lớn do vị trí nằm tại vùng Volga, vốn là nơi có địa hình tương đối thấp. Ngoài ra, theo một chuyên gia khí tượng Nga, thảm họa ở Ork được xem là ví dụ điển hình cho biến đổi khí hậu toàn cầu, gây ra điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong nghiên cứu của Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ vào năm 2009, nhiệt độ nóng lên khiến sông băng tan nhanh có thể gây nên tác động tới Nga trong thời gian dài. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết luận chính xác nào cho thấy biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng tới tình hình lũ lụt ở Nga, bởi vì lũ mùa xuân vẫn là một hiện tượng theo mùa xảy ra hàng năm tại đất nước này. Vài tiếng trước khi vụ vỡ đê xảy ra vào tối ngày 5 tháng 4, hai vết nứt trên thân đê chắn sông Uran đã được phát hiện. Ngay sau đó, lệnh sơ tán đã được ban hành ở khu vực biên giới Nga và Kazakhstan. Tuy nhiên, nước sông lên nhanh đã gây ra những hậu quả nặng nề. Cộng thêm ảnh hưởng của mực nước dâng, đê chắn sông không thể chứa nổi lượng nước khổng lồ, dẫn đến xảy ra thảm họa vỡ đê. Một nhân chứng kể lại với The Moscow Times rằng,
Mực nước dâng lên từ mắt cá chân lên tới eo chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Cho đến sáng ngày 6 tháng 4, nhiều quận tại Ott bị nhấn chìm. Một ngày sau, mực nước tại nơi này đạt kỷ lục 9,7 mét, trong khi đê có thể chịu được tối đa 5,5 mét. Trước tình trạng này, Ủy ban điều tra vùng Orenburg, miền Trung nước Nga, đã nhanh chóng mở cuộc điều tra hình sự sau khi con đê bị vỡ, gây lũ lụt ở thành phố Ott. Giới chức vùng Orenburg tin rằng thảm họa vỡ đê là kết quả của việc bảo trì đê không đạt yêu cầu. Hãng thông tấn TASS dẫn lời văn phòng công tố địa phương cho biết, con đê bắt đầu hoạt động vào năm 2010 và các cơ quan giám sát kỹ thuật đã nhiều lần báo cáo các vi phạm bảo trì kể từ đó. Theo tờ The Washington Post năm 2020, cơ quan giám sát môi trường công nghệ và hạt nhân Nga Rosteknadzor đã phát hiện 38 hành vi vi phạm bảo trì con đê. Trước đó, năm 2014, cơ quan giám sát tài chính Nga mở cuộc điều tra về việc các nhà thầu xây dựng con đê đã chiếm dụng 1,3 triệu đô la Mỹ ngân sách nhà nước. Chuyên gia Oleg Dzhukarev nói với tờ Ivestia rằng, sau khi kiểm tra, tôi phát hiện có vi phạm về khối lượng công việc thực tế được thực hiện. Nói đơn giản, công việc chỉ hoàn thành trên giấy tờ, còn thực tế thì không. Trước thảm họa 2 ngày, con đê một lần nữa được kiểm tra và giới chức địa phương nói rằng không có bất cứ nguy cơ sụp đổ nào, mặc dù mực nước dâng ngày càng cao. Chính quyền địa phương ngay sau đó đã bồi thường 500 tới 1.000 đô la Mỹ cho mỗi hộ gia đình bị thiệt hại tài sản. Tuy nhiên, người dân địa phương đã phẫn nộ vì chi phí này còn quá ít so với căn nhà ngập lụt của họ. Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin tại khu vực Liên bang Ural, ông Vladimir Zakusev nói rằng Kazakhstan cần phải chịu trách nhiệm chung vì đã không phối hợp cùng Nga thoát nước hiệu quả. Ngược lại, các quan chức Kazakhstan phản bác lại rằng phần lớn lượng nước đến từ Nga, nơi có nhiều con sông chảy qua biên giới chung giữa hai quốc gia. Người dân nước này còn nỗ lực làm xuyên đêm để gia cố đê điều. Hôm 9 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Kazakhstan, ông Tokachev, đã điện đàm để trao đổi về việc đối phó với tình hình lũ lụt, kế hoạch sơ tán người dân và hỗ trợ người dân sau thảm họa thiên tai. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết thêm rằng, xuyên suốt cuộc điện đàm hai lãnh đạo đã vạch ra kế hoạch để theo dõi tình hình và thực hiện các biện pháp để ứng phó với thiên tai. Ngày 15 tháng 4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, 72 tuổi, đã tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm là ông Loren Wong, 51 tuổi, vào ngày 15 tháng 5. Đây là lần đầu tiên quốc gia Đông Nam Á này thay đổi người đứng đầu trong vòng 20 năm. Ông Lý Hiển Long cho biết, tôi sẽ rời nhiệm sở vào ngày 15 tháng 5 và ông Wong sẽ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng cùng ngày. Ông ấy đã nỗ lực hết mình để có được sự tin tưởng của người dân, đặc biệt là trong thời gian đại dịch COVID-19 xảy ra. Đây là thời khắc quan trọng của Singapore. Theo tờ Straits Times, đây sẽ là cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực từ thế hệ lãnh đạo thứ 3 sang thế hệ thứ 4, nhóm 4G của Singapore. Ông Wong hiện là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính của Singapore. Truyền thông Đảo Quốc Sư Tử nhận định, ông Wong là một trong những nhân vật tiêu biểu của thế hệ lãnh đạo thứ 4 4G. Thủ tướng tương lai của Singapore cũng được biết đến với sự cởi mở và luôn lắng nghe ý kiến của những người xung quanh. Ông Loren Wong sinh ngày 18 tháng 12 năm 1972 trong một gia đình có cha là người lao động phổ thông và mẹ là giáo viên. Khi lớn lên, ông không có điều kiện theo học các trường trung học danh giá mà chỉ học tập ở ngôi trường gần khu Marine Parade. Tuy vậy, ông Wong cho rằng đây là một điều tự nhiên bởi đây là nơi ông lớn lên và gặp gỡ tất cả bạn bè của mình. Trong những năm tiếp theo, ông Wong tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ kinh tế tại Đại học Wisconsin Madison. Thủ tướng sắp tới của Singapore cũng có bằng thạc sĩ kinh tế của Đại học Michigan Ann Arbor và bằng thạc sĩ quản trị công của Đại học Harvard Kennedy. Trước khi gia nhập chính trường, ông Wong đã có 14 năm làm việc tại các cơ quan nhà nước, bao gồm Bộ Thương mại và Công nghiệp, Bộ Tài chính và Bộ Y tế. Năm 2005, ông trở thành thư ký riêng chính của Thủ tướng Lý. Tới năm 2012, ông Wong được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia. Năm 2020, ông được chọn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Trong thời kỳ đại dịch bùng phát, ông Wong đã trở thành đồng lãnh đạo nhóm liên bộ về ứng phó COVID-19. Cùng với Bộ trưởng Bộ Y tế Ong Dư Cung và Bộ trưởng Thương mại Gan Kim Dông, ông Wong được coi là người có vai trò trung tâm giúp quốc gia Đông Nam Á này vượt qua đại dịch. Vào năm 2021, ông Wong trở thành Bộ trưởng Tài chính của Singapore. Một năm sau đó, ông được tin tưởng bầu chọn làm lãnh đạo nhóm 4G của Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền. Về đời sống cá nhân, ông Wong kết hôn lần đầu vào năm 28 tuổi, nhưng đã ly dị người vợ đầu tiên vì quan điểm khác biệt. Người vợ hiện tại của ông Wong là bà Lu Zilui, hai người hiện chưa có con. Tại đại hội PAP vào tháng 11 năm 2023, Thủ tướng Lý Hiển Long từng nói rằng ông sẽ trao quyền lãnh đạo cho ông Wong vào năm 2024, trước lễ kỷ niệm 70 năm thành lập đảng. Ngay sau khi có thông báo chính thức từ văn phòng Thủ tướng Singapore về thời điểm chuyển giao lãnh đạo, ông Loren Wong đã nêu một số cam kết chủ chốt trong nhiệm kỳ mới.
chia sẻ trên trang tài khoản Facebook cá nhân, Phó Thủ tướng Loren Wong bày tỏ vinh dự được trao trách nhiệm mới, cam kết tiếp nhận vị trí mới với sự khiêm tốn và ý thức nghĩa vụ trách nhiệm sâu sắc. Ông cũng kêu gọi cùng chung tay xây dựng một tương lai tỏa sáng rực rỡ cho tất cả người Singapore. Chia sẻ hành trình từ khi bắt đầu tham gia chính trường Singapore vào năm 2011 với mong muốn đóng góp cho câu chuyện Singapore, Phó Thủ tướng Loren Wong cũng bày tỏ mong muốn mọi người dân cùng ông tham gia và xây dựng hành trình này. Ông Wong trở thành Thủ tướng thứ tư của Singapore sau những người tiền nhiệm, gồm có ông Lý Hiển Long nhậm chức vào năm 2004 ở tuổi 52, ông Goh Chok Tong nhậm chức năm 1990 ở tuổi 49 và ông Lý Quang Diệu nhậm chức năm 1959 ở tuổi 35. Singapore là quốc đảo nhỏ bé nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Thủ tướng Singapore hiện tại, ông Lý Hiển Long là nhà lãnh đạo thế hệ thứ 3 của Singapore, đồng thời cũng là con trai của ông Lý Quang Diệu. Ông Lý Hiển Long lên làm thủ tướng từ năm 2004 đến nay và tiếp nối thành công của cha mình khi duy trì vị trí lãnh đạo Singapore trong một thời gian rất dài. Tuy nhiên, vào năm 2016, sự kiện ông Lý Hiển Long bị ngất xỉu khi đang phát biểu trên truyền hình báo hiệu những vấn đề sức khỏe của ông đã thúc đẩy một cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Cuộc chuyển giao sang thế hệ lãnh đạo thứ tư của Singapore bắt đầu từ năm 2017 khi ông Lý Hiển Long thông báo kế hoạch của mình muốn nghỉ hưu trước tuổi 70 vào năm 2022. Khi đó, nhà lãnh đạo được định hình kế vị ông Lý đã được xác định là phó thủ tướng khi đó, ông Tharman Shanmugaratnam. Tuy nhiên, ông Tharman sớm từ bỏ cơ hội này khi ông nói rằng không hứng thú với vị trí thủ tướng. Vị phó thủ tướng của ông Lý trong thời gian dài hiểu rằng mình chỉ đại diện cho cộng đồng gốc Ấn thiểu số, khó có thể nhận được sự ủng hộ rộng lớn trong một nền chính trị chủ yếu do những người gốc Hoa lãnh đạo. Sau đó, ông Tharman rời khỏi chính phủ vào năm 2019 để rồi trở thành tổng thống sau cuộc bầu cử tháng 9 năm 2023, một vị trí có tính biểu tượng hơn là thực quyền lãnh đạo. Những nhân vật được đưa vào danh sách lựa chọn của PAP sau đó là Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, cuộc chuyển giao diễn ra khá chậm chạp khi ông Lý công khai tuyên bố trên truyền hình vào tháng 10 năm 2017 rằng ông chưa chọn được người kế vị rõ ràng, dù người kế nhiệm ông có thể đã có mặt trong nội các. Chính điều này đã khiến những lãnh đạo lão thành của PAP tỏ ý không hài lòng. Tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Danh dự và cựu Thủ tướng Goh Chok Tong lần đầu tiên công khai bày tỏ ý kiến riêng về việc lựa chọn lãnh đạo kế tiếp. Trả lời báo chí vào ngày cuối cùng của năm 2017, ông Goh Chok Tong đã đánh giá việc lựa chọn lãnh đạo thế hệ thứ tư là một thách thức cấp bách, đồng thời hy vọng thủ tướng tiếp theo có thể được chỉ định trước khi năm 2018 kết thúc. Việc lựa chọn nhà lãnh đạo trở nên rõ ràng vào tháng 5 năm 2019, khi ông Heng Swee Keat lên thay thế ông Tharman giữ chức Phó Thủ tướng Singapore. Lời hứa chuyển giao trước năm 2022 của ông Lý dường như sẽ có cơ sở để thực hiện ngay sau cuộc bầu cử năm 2021. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng nổ trong năm 2020-2021 đã một lần nữa làm thay đổi kế hoạch. Ông Lý Hiển Long tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước do những khó khăn sau đại dịch. Điều này đã dẫn đến hệ quả là ông Heng Swee Keat cũng muốn rút khỏi vị trí ứng cử viên khi thấy thời gian của mình không có nhiều. Trong bức thư gửi lên ông Lý vào ngày 8 tháng 4 năm 2021, ông Heng bày tỏ, chỉ một chặng đường quá ngắn nếu trở thành thủ tướng tiếp theo. Thời điểm đó, ông Heng đã 60 tuổi và cuộc lựa chọn người kế vị phải khởi động lại. Ông Loren Wong từng giữ nhiều chức vụ trong nội các Singapore từ năm 2011 tới nay và bắt đầu được chú ý khi nhận vị trí người đứng đầu lực lượng đặc biệt chống COVID-19 của chính phủ. Việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong giai đoạn này cùng những thành công nhất định của Singapore trong cuộc chiến chống COVID đã đem đến lợi thế cho ông Wong trước những ứng viên khác khi vấn đề tìm người kế vị được khơi lại vào năm 2021. Một cuộc bầu chọn đặc biệt trong nội các Singapore vào ngày 16 tháng 4 năm 2022 đã đem đến kết quả áp đảo cho ông Wong để đưa ông trở thành người đứng đầu của thế hệ lãnh đạo thứ tư. Truyền thông Singapore cho biết 15 trên 19 lá phiếu trong nội các bao gồm cả của các lãnh đạo hàng đầu như Thủ tướng, ông Tharman và ông Heng đã dành cho ông Wong. Ông Lý nhấn mạnh PAP phải chuẩn bị tốt để thắng cuộc bầu cử 2 năm tới và khẳng định sẽ phục vụ chính phủ mới đi bất cứ nơi nào ông Wong cảm thấy hữu ích. Sự ủng hộ của ông Lý với tư cách là nhà lãnh đạo trong 20 năm qua đủ lớn để người ta quên đi những gì chưa hoàn hảo của ông Wong. Một lần nữa, người ta lại thấy hình ảnh của một bậc lão thành đứng sau dìu dắt cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Singapore, như cách mà cha của ông Lý Hiển Long là cựu thủ tướng Lý Quang Diệu đã từng làm 30 năm trước. Trong nhiều năm qua, với tình hình thế giới bất ổn, sản xuất và tiêu dùng phát triển chậm lại, lạm phát tăng cao, căng thẳng địa chính trị bùng phát tại nhiều khu vực trên thế giới, cùng với tác động từ xung đột Nga-Ukraine và Israel-Hamas, Singapore dưới sự lãnh đạo của ông Lý Hiển Long vẫn duy trì vị thế là trung tâm luân chuyển hàng hóa hàng đầu trong khu vực. Việc đầu tư lớn vào phần cứng, cơ sở hạ tầng, công nghệ và hệ điều hành đã giúp Singapore đạt được nhiều thành quả, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức nghiệp đoàn, ngành hàng hải và chính phủ. Trong năm 2023, kinh tế Singapore chỉ tăng trưởng 1,2% và may mắn không rơi vào suy thoái trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị tiếp tục đè nặng lên kinh tế toàn cầu.
Trong thông điệp mừng năm mới, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết GDP trong năm 2024 sẽ tăng 1-3%, nhưng điều này phụ thuộc rất nhiều vào môi trường bên ngoài. Những căng thẳng và rủi ro liên quan đến tình hình an ninh ở các vùng biển trong khu vực sẽ ảnh hưởng tăng trưởng. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng sẽ có tác động đến nền kinh tế. Singapore cần thích ứng và chuẩn bị cho tình trạng nhiệt độ và mực nước biển tăng cao, đồng thời chuyển đổi nền kinh tế sang mức phát thải carbon bằng không và kéo theo chi phí tốn kém. Tuy nhiên, bất chấp những cơn gió ngược này, Singapore có lý do để hy vọng và tự tin, bởi lẽ tiến độ công nghệ nhanh chóng, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo và robot sẽ mang lại nhiều hứa hẹn cho doanh nghiệp và người dân. Thời gian sẽ là câu trả lời cho những giải pháp chính phủ Singapore đưa ra trước tương lai đầy bất định, nhưng Singapore sẽ cầm chắc thất bại nếu không có những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa và toàn tâm toàn ý cho đất nước.